thêm 80 ca tử vong tại 6 tỉnh thành. Bộ Y tế chiều ngày 19 tháng 7 công bố 80 ca tử vong từ ngày 9 đến ngày 19 tháng 7 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Long An, Bắc Ninh, Vĩnh Long và Trà Vinh. 80 ca tử vong do COVID-19 được ghi nhận từ số 255 đến 334. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, 70 ca tử vong từ ngày 9 đến ngày 19 tháng 7. Tại Đồng Tháp, 5 ca tử vong từ ngày 15 đến 17 tháng 7. Tại Long An, 2 ca tử vong từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 7. Tại Trà Vinh, 1 ca tử vong ngày 13 tháng 7. Tại Bắc Ninh, ngày 18 tháng 7, 1 ca tử vong. Tại Vĩnh Long, ngày 18 tháng 7, 1 ca. Như vậy, tổng số ca tử vong trong đợt dịch thứ tư lên 299, kể từ đầu năm 2020 đến nay là 334. Làm việc với Thủ tướng Phạm Minh Chính trưa ngày 19 tháng 7, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhận định, thời gian tới số bệnh nhân gia tăng, kéo theo tỷ lệ bệnh nhân nặng cũng tăng. Theo báo cáo của tiểu ban điều trị, tính đến trưa ngày 19 tháng 7 thì cả nước đang điều trị cho gần 1.000 bệnh nhân tiên lượng nặng và rất nặng, 12 người tiên lượng tử vong. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.